Mỗi ngày bạn thức dậy, bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Bạn đang ở trong thời gian khó khăn, mọi thứ cứ như chống lại bạn, áp lực căng thẳng tất cả dồn lên bạn. Bạn nghĩ đến bỏ cuộc, bạn muốn buông xuôi tất cả. Khó khăn không chỉ ghé thăm bạn mà nó tới để thách thức và tiêu diệt bạn, đồng thời nó đến để tìm ra những con người cứng rắn nhất, tìm ra những người xứng đáng với thành công. Đây là thời điểm để kiểm chứng ý chí, kiểm chứng lòng quyết tâm, kiểm chứng khả năng, kiểm chứng giới hạn của bạn. Nếu như thành công là dễ dàng, chẳng phải ai cũng đạt được nó một cách nhanh chóng sao? Bạn muốn thành công ư? Hãy nghe tôi nói đây, đó là những ngày bạn cố gắng không ngơi nghỉ, không thứ bảy, không chủ nhật, không sinh nhật, không tiệc tùng, không cà phê, không chơi game, không một ngày nghỉ. Bạn muốn bỏ cuộc ư? Không, bạn không thể bỏ cuộc, bạn không thể đầu hàng, bạn không chỉ sống cho mình bạn, bạn còn cha mẹ già, còn những đứa con thơ trên vai của bạn. Hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi, kẻ thua cuộc làm điều đó không phải bạn, bạn mạnh mẽ hơn như thế. Hãy tiến thêm một bước nữa, hãy giải thêm một bài nữa, hãy luyện tập thêm một giờ nữa, hãy chạy thêm một vòng nữa. Hãy cống hiến, hãy hy sinh, hãy tập trung cho đến khi nào bạn đạt được đỉnh cao. Nếu bị chìm dưới nước, bạn sẽ muốn gì? Điều duy nhất mà bạn muốn là ngoi lên để kiếm không khí. Đúng vậy, bạn chỉ muốn hít thở mà thôi. Nếu như bạn muốn thành công như là bạn muốn hít thở, rồi bạn sẽ thành công. Ai cũng muốn thành công, nhưng không phải ai cũng muốn thành công tới mức đó là điều bắt buộc với mình. Bạn chỉ muốn nó thôi, bạn không muốn thành công như là bạn muốn chơi game, như là bạn muốn đi ngủ. Nếu bạn muốn đạt được thành tựu, bạn phải sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, game, vui chơi, ngủ ngày. Nếu bạn ngủ quá nhiều, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để thành công trong đời, và bạn sẽ mãi mãi sống như bạn đang sống. Bạn không có lỗi khi sinh ra trong nghèo khó, nhưng nếu chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ sống có một lần, đừng phí hoài thời gian cho những trò vô bổ, đừng thức khuya chỉ để chơi game, đọc truyện rồi sáng mai ngủ dậy muộn, và ngày tháng trôi đi mà không đạt được thành tựu nào. Hãy theo đuổi ước mơ bằng tất cả sức mạnh của bạn. Nếu như bạn thất bại, ít nhất bạn đã cố gắng. Này, nếu bạn không thử làm sao mà biết được? Khó khăn ư? Chắc chắn sẽ khó khăn. Dễ dàng không phải là cách để thực hiện ước mơ. Hãy mặc kệ những kẻ đang cười nhạo bạn, những kẻ không bao giờ hiểu được lý do tại sao bạn cố gắng. Bạn không biết sao những người ấy rất thích nhìn bạn thất bại. Hãy cho họ thấy bạn là con người như thế nào. Hãy cho họ thấy bạn làm được. Hãy để cho họ vui chơi, còn bạn sẽ nỗ lực đạt được điều bạn muốn. Hãy cho họ biết rằng để đánh gục được bạn, cách duy nhất là bước qua xác của bạn. Nếu ai đó nói bạn không làm được điều gì, thì thường họ cũng không làm được điều đó. Nếu bạn có một ước mơ, đừng chần chừ, hãy tiến lên và thực hiện nó. Không cần biết bạn đang trong hoàn cảnh nào, bạn chỉ còn 3 tháng hay 1 tuần hay 1 khoảnh khắc nhỏ bé. Bây giờ chính là thời điểm để bạn hành động. Niềm tin sẽ giúp bạn, động lực sẽ giúp bạn, lịch sử sẽ phải ghi nhớ tên bạn. Hôm nay không phải ngày mai mà là ngay lúc này. Hãy bắt đầu sống với ước mơ của mình. Hãy bắt đầu nỗ lực, hãy cống hiến. Cuộc đời quá ngắn để sống theo ý của người khác. Hãy để ước mơ của bạn lấp đầy tâm trí. Hãy để sức mạnh của bạn tập trung cho mục tiêu đối thượng. Bạn không chỉ ở đây để tồn tại, bạn ở đây để sống. Bạn ở đây để làm nên điều vĩ đại. Bạn vâng chính là bạn. Bạn có sức mạnh để thành công, bạn có sức mạnh để sống hạnh phúc. Bạn muốn đầu y dược ư? Bạn muốn đầu bách khoa ư? Bạn muốn thành đạt ư? Bạn muốn thành nhà vô địch ư? Hãy đứng lên, hãy làm việc cần làm, hãy hoàn thành những gì chưa được hoàn thành.
Hãy ra ngoài kia để chiến đấu như những chiến binh. Đừng chấp nhận cuộc sống tầm thường. Hãy theo đuổi ước mơ của mình. Hãy là bác sĩ, hãy là nhà phát minh, hãy là doanh nhân, hãy là nhà lãnh đạo, hãy là anh hùng, hãy là hào kiệt. Hãy là con người không biết bỏ cuộc.